À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình làm cái cây linh sam các bạn. Cái cây linh sam này thì cái lúc trước mình có làm các bạn xem mà. Cái cây này nó chỉ có một thân thôi. Mà lúc đó thì mình làm nó rất là cao nè, tới đây nè. Thì sau một thời gian mình vô dây mà mình thả rừng nè. Cái đây là mình mới tháo dây thôi. Thì cành nhánh nó dài hết trơn rồi. Đó. Thì mục đích mình thả rừng để mình lên chậu các bạn. Nhưng mà hôm nay mình lên chậu á, thì tìm cái chậu nó không phù hợp các bạn ơi. Bởi vì nó cao quá à. Đó. Nhưng mà nếu mà tìm được cái chậu phù hợp thì phải cái chậu nó lớn mà mình phải phối cái tiểu cảnh nữa các bạn. Hoặc là cái cây này thì phối tiểu cảnh sân vườn thì rất hay nè. Cái này là thì nó có cái chiều cao độc đáo á, lý tưởng á. Nhưng mà hôm nay mình nghĩ ra một cái kế nữa là cắt cái đây bạn ơi. Đây nè, cái chậu này lúc trước mình có uốn lên một cái đọt để nó chống cái phần chống cho đây nè đó. Thì ý tưởng hôm nay là cắt cái này thì hơi tiếc nữa. Đúng ra cái này có mình có cái đồi sân vườn á thì làm cái này rất hay nè nha. Nhưng mà cắt thì cũng được, cắt lên cái chậu thì cũng hay. Cái này giờ có bộ đế sẵn rồi nha, để mình vô cái chậu mình có thể mình cắt ha. Dự định bỏ vô cái chậu này đó, mình cho nó vô cái chậu cạn này thôi bạn, chứ không không cần sâu nè. Các bạn thấy mình lên chậu xong rồi nè đó. Ở trên này thì lùm xùm nó, mà lúc trước mình đổ lên tới đây, bây giờ mình quyết định cắt đây mà. Hồi đó cái mặt tiền của nó mà cái mặt mà để qua chậu nó nằm đây, bây giờ mình cho nó quay qua sau lưng chế lại ha, rồi nó sao có lại gì không. Bây giờ là mình chú anh cắt cái đây mà, quyết định cắt đây đi, dựng cái ngọn lại nè đó ha. Chắc có lẽ anh quay qua mặt kia quá rồi đó, lấy bên đây nữa mà lên đây lấy bên kia ra, bên nào cũng được hết trơn ha. Này phải có cái ông tượng á, cho ông đứng ngắm lên đây nó ngon ha. Đó, bây giờ để mình thấy cưa cắt đây đi, quyết định cắt luôn bạn ơi ha. Cắt này tiếc rồi, đúng ra cây này làm cao thì cũng hay quá, nhưng mà phối vô cái chậu nó không phù hợp rồi. Chậu này thì cần phải thấp tí. Nhánh này bạn thấy, nhánh này mình chiết ra đường cây ha, làm biến cái chiếc đường cây á. Cái này dăm không sống nổi mà nó già quá, cây này nó già tuổi lắm bạn à. Bạn thấy nó già khú không? Bạn thấy sau khi cắt nó vậy nè, để giờ mình bỏ bo cái này cho nó chắc chắc vô cái mình nó luôn, thà kêu vậy ha, sờ nó thôi. Mình làm cạp sâu các bạn, bo cho nó bầu bầu lại, cái mình tha keo rồi được rồi. Giờ đó mình vô dây nè ha, vô dây cái cho nó nổi cái u lên đây luôn. Nó thành cái gì co ra luôn rồi, thành khớp luôn ha, khớp đi luôn rồi. Đó, giờ để mình xúc lá nó ra luôn, xúc lá ra luôn rồi mới uống, mà vô dây uống ha. Cái này lúc mà mình vô dây đợt trước mình có quay phim quay clip bạn xem á, thì mình có thả rừng đó bạn, toàn bộ những nhánh này thả rừng này. Thành ra bữa nay các bạn thấy nó dài nhằng hết trơn rồi. Thì sau khi mình thả rừng đó, thì mình tháo tháo dây nhôm ra rồi các bạn đó. Thì hôm nọ thì mình có nghiên cứu rồi, mình nói thôi bây giờ cái cây này nó cao quá, mà bây giờ mình không làm sân vườn, cái cây này đúng ra là làm sân vườn thì đẹp mà. Rồi thôi vô cái chậu luôn,
nhưng mà không đánh đổi không ạ. Nghĩ thì không ổn đâu, mình cắt ngang vẫn đẹp quá, theo mình thì đẹp, mà không biết các bạn sao ha, bạn có thể góp ý kiến cho mình. Mình cắt là để cao thì nó hay hay như thế nào đó. Mình nó thì lúc nào cũng muốn học hỏi mà, để ý kiến của bạn thì mình lúc nào cũng học hỏi. Các bạn cứ mạnh dạn góp ý đi, có gì đâu ha. Bạn thấy mình lên đây á, mình làm á, thì chủ yếu là chia sẻ học hỏi lẫn nhau đó, chứ không phải dạy đời dạy khôn như bạn ơi. Các bạn coi xem hết clip mình này đó. Mục đích là gì bạn, lúc nào cũng là chia sẻ học hỏi lẫn nhau chứ không phải là dạy đời, hay là lúc nào mình cũng nói là mình hay. Các bạn không có ha, thường thì các bạn thấy nha, lúc nào mình cũng và mình cũng nhờ các bạn góp ý cho, cũng có nhiều cái ý kiến của bạn nó rất hay, mình học hỏi nhiều lắm á chứ không phải không nào. À, mục đích của mình đó là muốn chia sẻ cái mô hình đó mà chơi cái cây bonsai này nè, nhân rộng ra các bạn đó, để cho nó có cái niềm vui lúc mà mình thưởng thức đó. Đặc biệt là tuổi già các bạn ơi, tuổi trẻ thì các bạn thấy là cái mục đích nó không có giống như tuổi già. Tuổi già thì nhiều khi là nghỉ hưu các bạn, ví dụ như bây giờ mình 60-70 tuổi nghỉ làm việc rồi ha, nghỉ hưu thì các bạn thấy nghỉ hưu làm gì, thường là thường những người nghỉ hưu thì rất buồn các bạn, bởi vì tự nhiên công việc ngày nào cũng vô làm đó, ngày nào cũng là công việc, cái phiên giờ là ngồi không nha, thì các bạn cứ tưởng tượng đi đó, cái cảm giác mà ngồi không thì nó rất là buồn chán. Thì cái thú vui của người lớn tuổi nó là gì, cần một gì đó mà nó thanh tao ha, nó không có đụng chạm đó. Thì một trong những cái mà làm cái bonsai này nè đó, thì nó rất phù hợp với cái người lớn tuổi rồi. Thì khi giờ mình làm những clip thì cũng có rất nhiều các anh em mà anh người ta lớn tuổi, các anh nó là gọi cho mình nhiều lắm đó, gọi cho mình lâm la hết trơn đó, là mình chia sẻ mà cái clip mà nhiều khi mấy anh nó thì từ nào giờ chưa có trẻ kỹ rồi đó, tới cái tuổi nghỉ hưu rồi thì vô tình xem cái video của mình. À, là thích chơi kiển thông qua cái cách mình chia sẻ độc đáo vậy đó. Thành ra là mình thấy thì mình làm được những cái gì đó mà giúp ích các bạn. Sau khi mình tuốt lá xong rồi đó các bạn, thì các bạn thấy cành nhánh nó lộ ra nè đó, thì trong đây có một cái cành rơi sẵn rồi các bạn. À, cành này thì các bạn thấy làm sao cho nó rớt xuống đây ha, thì ở trong cành rơi này lúc trước mình cũng có uống từ lớp nữa các bạn ha. À, qua đây tiếp tục thì các bạn thấy từ lớp này. Thì bây giờ cái cách mình làm là mình cho nó rớt từ lớp lớp nữa các bạn, vòng vòng lên đó, có trên đây nè cái ngọn này, thì mình có thể mình để tí nữa mình có thể mình uống cái nhánh này qua bạn ha, mình dựng cái ngọn này lên, mình uống cái nhánh này qua đây nữa bạn, nếu mà được thì uống qua, còn không được á, thì mình uống cái nhánh trên này qua cũng được bạn, để coi coi không biết nó cứng quá sợ uống được nữa bạn. Tại vì cái này là nó bị mình vô dây rồi đó, mình uống nó nguy hiểm nha bạn, dễ gãy lắm, chứ nó chưa vô thì uống tốt à đó. Còn cái nhánh dưới này thì mình cho lên đây, hoặc là mình có thể mình lòn qua bên đây cũng được các bạn, để mình nghiên cứu làm sao á, trước mắt làm cái cành rơi này trước các bạn, bắt từ cành rơi này làm lên tới gọn ha đó. Nhánh nó quá là nhiều rồi, hơi khó vô vậy ha, nhánh quá trời, đây nó có nhánh thừa này.
cái nào cắt cái nói luôn. Cái chứ chúng ta đem cắt nhanh bự quá. Cách vô dây thì mình chia sẻ quá nhiều quá ha. Vô dây thì lúc nào cũng vô dây vô dây. Cần thiết phải chia sẻ nữa ha. Nói gì đâu mà có bạn hôm qua hôm kia nè mới nhắn tin cho mình kêu mình làm cái cây bự đi đó. Làm cái nhỏ coi hoài nó chán, cái mini coi hoài nó chán. Thực ra mà muốn làm một cái cây bự mà quay cho bạn xem nó cả vấn đề luôn, khó khăn lắm. Rồi cái nữa đó là những cây mà mình đi làm xa đó thì các bạn thấy là đâu có ai đâu đi quay phim cho mình đúng không ạ. Thành ra là làm rồi đâu có thời gian mà quay phim rồi làm phim cho các bạn xem đó, nó cũng khó. Những cây lớn đó thì các bạn biết làm nó phải một ngày, làm rất là nhiều ngày. À, thứ hai nữa đó là làm thời gian rất là lâu và một năm hai năm vài tháng các bạn ơi. Thành ra muốn làm một cái phim á mà để cho các bạn xem một cái cây lớn đó, hoàn chỉnh nó thì rất là khó đó. Ha, nếu các bạn thông cảm ha. Đó, rất là khó đó. Chứ không phải dễ như bạn nghĩ đâu đó. Thành ra đó là cái cách mà mình chia sẻ đó thì các bạn thấy đó, cái quan trọng, cái điều quan trọng các bạn học hỏi được cái gì ở mình á mới quan trọng, chứ không đòi hỏi cái bự cái nhỏ các bạn. Bởi vì á khi mà làm cái bự á các bạn thấy nó còn khó nữa, các bạn hình dung nó rất là khó, mà mình làm cái nhỏ các bạn xem á hình dung rất là dễ các bạn ha. Nếu các bạn nên á nghiên cứu làm cái cây nhỏ này nè thì nó rất là dễ các bạn, rất là dễ hình dung, rất là dễ làm. Cái lớn nó rất khó mà ha. Thành ra khi mà mình làm cây á mình muốn á, học học cái cách làm á thì mình nên học cái cách làm cây nhỏ này nè thì nó rất là dễ các bạn, chứ không nên làm cây lớn. Mà cây lớn mà đòi hỏi mà mình làm một cái video thì rất là lâu, rất là lâu, nhiều công sức lắm, từ cái quay phim cho tới dựng phim rồi phải cần cái thời gian bao nhiêu lâu nữa bạn. Dạ khó ha, chứ mình cũng muốn làm cho bạn xem đó. Những cái lớn thì bạn thấy đi xa đi làm thì đâu có ai mà đi quay phim cho mình các bạn, ai cũng có công việc hết trơn đó. Mà quay phim nó thì cần cái người biết quay nữa bạn, chứ người không biết quay thì quay phim các bạn thấy cái dịch. À, giờ cái chỗ mà cần truyền đạt, cái chỗ mà cần mà quay thì không quay, nhưng mà lại quay cái chỗ mà không cần. Thành ra cái người quay phim nó cũng là một cái vấn đề nữa mà. Nói chung thì không đơn giản rồi. Thật ra mình thật sự mà nói thì mình khi mình làm cho bạn xem thì các bạn để ý đi, phải để ý thì mới thấy được cái công sức của mình, nhưng khi mình phớt lờ thì không thấy được các bạn. À, bạn để ý là thấy được cái công sức của mình này. Cũng rất là nhiều công sức luôn. Này kể công nữa. Đó. Làm lo làm cứ tối ngày cứ kể công không ha. Đó. Thì thôi dù cái công bỏ quên đi. Cái này nè bạn, cái này mới quan trọng nè. Cái này là cái mà mình làm á. Cái cành á thì mình phân bổ của nó. Cái cao có thấp lắm mà. Đó, tạo tán nhấp nhô vậy nè. Chứ mình không có làm là cái tán nó chè chè ra các bạn. Mình nghe các bạn nó góp ý với mình đó là anh đừng làm cái mini, làm cái bự đi,
Em đi coi nó chán, coi hoài nó chán rồi, nó thành coi hoài nó chán. Thì bây giờ nếu mà chán thì có thể không không coi nữa, mà coi cái khác đi. Còn mà mình thấy thì thực chất thì ở trên mạng cũng có rất là nhiều anh em người ta làm cái, chứ không phải riêng mình đâu. Anh em miền Bắc người ta chuyên môn làm cái lớn không á, thiếu gì cái lớn xem mà à, vậy đó. Mình thì mình làm cái cây tầm trung nhỏ nhỏ rồi là mini hoặc là siêu mini đúng không ạ. Cái mục đích của mình á thì các bạn biết rồi đó, chủ yếu là mình làm sao mình truyền tải cho nó dễ hiểu, nó dễ làm cho các bạn, chứ mà cái mục đích là cái cây nhỏ, cái cây nào các bạn. Ồ, nó vậy đó. Đó mình xem các bạn có thể suy gẫm. À, bỏ bớt cái dây này các bạn ơi, nó bự quá, bắt trên mình đi xuống á, mình cứ nó còn dư cái đi hoài nè, nó bự quá không không tốt các bạn, nó bự quá nó làm cho hư cây của mình á. Ha, thành ra nên vô cái cọng dây nhỏ ra đi cho nó chắc cú mà. Cái này là mình đi xuống tới đây nè, thì mình cần làm sao mà những cái nhánh nhỏ nhỏ này mà để nó có cái xòe ra các bạn biết không, thì mình nhìn nó mới là có cái tán được các bạn ha. Thành ra khi mà mình xuống cái cuối ấy, thì mình không nên bỏ những nhánh nhỏ này nè các bạn. Còn để ý khi mình uống thì khi mà xuống tới cuối ấy, thì thường là mình giữ lên nhánh nhỏ thôi mà, thưa nó luôn, không cần dày ha. Đó, thì nó sẽ tạo được cái tán các bạn. Ừ. Ha. Chứ nếu mình bỏ nó đi ấy, thì nó không tạo được tán các giá. Khi mà mình uống á, thì đôi khi cũng có cái gì đó làm biếng các bạn, cứ tới mấy cái chỗ nhỏ nhỏ này cứ làm biếng không uống thì nó cũng không có đẹp cái cây là gì chỗ đó các bạn ha. Những cái lớn rồi làm biếng uống cái nhỏ nó không đẹp cây nè đó. Chỉ có mình vô nó luôn các bạn, vô nó mình uống đợt này nè, bắt đầu mình cắt được rồi đó. Cái đợt này là cái đợt gọi là chuẩn cái cây đó nè, đó gọi là chuẩn cái cây rồi. Thì khi mà nó cái cây nó đâm ra là mình có quyền mình cắt rồi đó ha, không nên để dài nữa. Mình cắt thường xuyên, cắt để thường xuyên nó thì cái cây của mình nó sẽ đẹp thôi. Đó, mình cố gắng mình vô dây cho nó hết cái cây luôn rồi, rồi mình uống. Thường thường có anh em người ta làm á là làm rất là kỳ công, mình làm là cũng chưa kỳ công đâu. Nói chung là mình làm ở trong ở đây là cũng cũng còn làm biếng rất là nhiều các bạn. Anh em người ta vô là ta vô hết dây luôn, nhánh nào cũng vô hết trơn á, xong uống luôn thôi. Khi uống hết thì khi mà ấy quá thì người ta cắt bỏ bớt các bạn. Đó. Thì cái cây nó sẽ đẹp. À. Còn mình thì mình cũng còn là biết, còn là biết dài quá thì cũng cắt bớt. Bớt đây. Đó. Mình thấy được tán rồi ha. Nó rớt rớt xuống mà. Rồi tiếp theo là cái này cũng rớt theo mà. Rồi xong cái trên, xong cái bên đây. Nó vậy hoài thì nó mới ra tán mà.
Các bạn thấy thì đa số trên cái kênh của mình thì các bạn cứ góp ý cho mình, nó vừa làm vừa nói, mà vừa làm vừa diễn đạt cái cách làm hoặc nói vui gì đó thì nó đỡ nhàm chán. Những góp ý cho mình thì nó là những cái kênh khác thì có khi anh em người ta không có nói, người ta cứ làm thôi, thành ra là xem nó cũng cũng chán đó. Nhưng mà đôi khi mà mình nói á, nó viết không biết nói gì quan ơi, cố gắng mà mình nói gì đó để cho nó có liên quan, mà nó có liên quan đến cái công việc này nè, đến cái cây của mình nè, thì mới là quan trọng. Thành ra là có khi nói nó viết cũng không biết nói gì quan ơi. Còn nói vui thì con thấy thì nó cũng tùy cảm hứng ha. Cái này mình thấy nó nhánh nó hơi dày các bạn, nhưng mà bởi vì cái nhánh cái cây này nè, ý tưởng là làm cái già các bạn ha, thành ra gom gom cho nó nhánh cho nó dày dày một chút ấy. Thử cái nó già không, chừng nào nó không già thì mình cắt bỏ cho nó non non lại cũng được. Đúng ra cái nhánh này nè các bạn, thì mình vô dây mình uống thành cây lâu rồi, nhưng mà các bạn để ý mình thả nó nè, thả rừng quá trời con ra lâu lắm, lâu không uống gì đó. chủ yếu là mình muốn làm mới lại nè các bạn, để mới thả nó giữ vô nè, làm mới ra luôn á, chứ không thôi ngắn ngắn là mình uống rồi. Gãy nè các bạn, đem cho các bạn xem gãy nè, nè đứt lên nè, cắt bỏ luôn đi, đem vô dây này mình đủ nhánh nhỏ em cắt bỏ nó luôn, bởi vì cái cây này nè, cái cây sam thì nó rất là dẻo, nhưng mà khi mình đã vô dây rồi mình để lâu các bạn, những cái co của nó đó, nó có cái chiều của nó các bạn, thành ra khi mình vô lại cái đợt này nè thì nó rất là dễ bị gãy các bạn ơi. Đó. Những cái chỗ mà mối dây mình quấn qua bên đây, bây giờ mình quấn lại bên kia là nó gãy rồi. Thành ra khi mình làm thì mình phải kỹ kỹ nó tí các bạn ơi. Không phải nó gãy, như thế này gãy rồi. Thành ra cắt bỏ nó luôn. Tạo tán cao thấp trên thành tán luôn, bây giờ mình nhánh này với nhánh này nè nó sát quá bạn, thì mình uống cái này nó hơi khó nè, bây giờ mình uống cái nhánh này trước nè, để mình cho cái nhánh này nó qua đây luôn. Lâu nó qua nghe qua đây chút đi, với lại uống cái thằng ngọn nó luôn các bạn, nghe sẵn mình vô dây là từ nhánh này ha lại lên cái phần ngọn luôn.
để mà mình hạ cái ngọn cái nó xuống mình làm cái nhánh thử coi nó được không ha. Này không biết được không, xuống nổi không à. À, mà thấy là khi mà cái dây mũ lâu ngày nó khuyết rồi cái nó cứng lắm, cứng cái thân. À thử cái xuống không bạn. Ủa, chùa ha. Rồi test rồi bạn. Ôi cha, test rồi. Nhưng mà cái này test không sao, mình bó lại nó liền đó mà. Bây giờ mình vô thêm dây này, mình đôn cái mé bên đây nè, tặng cho nó đi con này luôn ha. Đó các bạn thấy chưa, nó rất là khó các bạn. Xử lý một chút là đi liền, test liền không. Mình chặn nó qua đây nè các bạn, cho nó đừng test ha. Hồi nãy tại mình không chặn dây qua đó, ẩu ha. Nhưng mà cái đó không sao bạn, cái đó mình có thể mình thay keo nó có thể liền các bạn ha. Không á, hôm qua nè các bạn đó, thì bây giờ chút xíu nó được các bạn. Đó, cho hạ này xuống tí nó được nè. Đó, xuống ha, để cho nó tạo cái tán bên này, trên này nhánh các bạn. Này chắc có lẽ là mình dựng cái ngọn ngay đây luôn các bạn, thì nó đỡ hơn nè. À, mình ra cái này giống như tùy cỡ ứng biến thôi các bạn. Ngay cái ban đầu mình dự định dựng cái này nữa các bạn, nhưng mà dựng cái này nó hơi khó nữa các bạn ha. Bây giờ dựng cái này. Đó, mình chỉ cần hạ này xuống tí thôi được rồi. Quấn nó này qua đây ha. Cho nó thấp tạo tám thôi. Đó, ok các bạn. Để quay qua mặt tiền của nó coi xem. Rồi, ok, gà tay ha. Thành ra các bạn thấy cái cách mà mình làm á, thì có khi là mình không có quay rút ngắn thời gian á, mình quay nhanh quá ra những cái đoạn mà như thế này nè, những cái lúc mà mình lên xuống á, cái ngọn á, đầu tiên thì mình tính vậy đúng không, nhưng mà sau khi mà mình uống nó vô á thì lại nó khác các bạn. Thì lúc đó thì mình tùy cơ ứng biến ha, nó vẫn dễ làm mà không khó đâu. Bởi vì khi mình các bạn thấy đơn giản, mình lên nó thì nó có nhánh sẵn rồi, mình có thể mình dùng cái này làm ngọn hoặc dùng cái kia vẫn được. Ôi trời, gai này, cái gai nó khô này, nó đầm ghê lắm mà. Thường làm đinh sam là sẽ bị gai đâm, cắt rồi nhưng mà cái gai khô cũng nằm trong đây, lâu vẫn còn các bạn ha. Nhí nhí rồi nó vẫn đâm các bạn, ác lắm.
chít chít rồi đó. Là yêu nhau anh bắt cầu cho tàu em tới, mà thương nhau mấy núi anh cũng lội, mà yêu nhau mấy núi anh cũng treo. Hay quá nô. Đó, bây giờ tạo hết cái đáng đi luôn. Cái nhánh này là nó hơi thưa nữa bạn. Nó hơi thưa tí nhưng mà vẫn tạo được mà. Quay ngay tới ngoài luôn. Nhốt con này vô đây luôn. Nó hơi cắn rồi. Cắn cũng phải chịu luôn. Yêu nhau. Các bạn thấy không? Ở chỗ đây là cái chỗ mà nó bị cái dây nè. Mình nhốt nó đó. Nó cắn cái này gãy rồi nè. Không sao ạ. Đó. Cái đó gọi là cái gì các bạn biết không? Cái đó gọi là tai nạn nghề nghiệp á. Không sao nè, nứt chỗ kia. Làm biến á, tại vì giờ dọn dây tới đây nè. Thấy chưa? Này chơi cái chiều. Chưa làm ổ này nữa rồi. Nha. Cái chưa làm ổ. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống súng dòng nước giảm có đông. Thương nhau ta hẹn qua mùa thứ, em đón anh về thoáng chờ mong. Đón anh về thoáng chờ mong. Tạo được cái tán thôi ha. Cái này nó dài quá. Có thể cắt ngắn về. Nó không có nhánh ra tới đây, nó không có nhánh. Dài quá, xấu à. Ra những ngõ nằm lên đó mà. Lấy quay là nó chích chích điện á. Vậy thì mình được cái ta cái ngọn rồi ha. Đó. Ngọn tạo móng à. Nhốt con dây cho nó chắc lại. Chứ không phải mình bẻ nó không đi mà. Cái dây mà nó nhúc nhích nhích á. Là bẻ nó không đi. Mình giảm nhốt con chắc cái đây này.
Ôi trời, cắt cái đoạn dây hơi ngắn rồi. Bị hoài ha, lâu lâu là bị giật cái vô này hoài luôn. Cũng hên không ai vừa tới. Bây giờ mình vô thêm một đoạn ở đây nữa bạn, ngắn rồi, một mũi đen lắm rồi, kệ đi, nó xấu tới đi mà nó chắc ăn luôn này. Rồi bẻ nó qua bạn, nó bẻ nó qua thì nó chống chỗ bè mình ha. À, này mình lập đi xuống được đó. Giờ mình tạo 8 bên đây ha, đang hoàn tí này. Là yêu nhau may xuôi em cũng lội, mà thương nhau mấy núi anh cũng treo. Đó, yêu nhau thì mấy sông cũng lội ha, mấy đời anh cũng qua luôn, tình yêu mà. Tình yêu có từ nơi đâu, em một khúc sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đây xuống dòng sông sâu. Tình ta trao nhau êm đềm, em là cô thắm thảo hiền, mà sao mắt nhìn bối rối, nhà xa mắt chẳng càng xa. Tình yêu có từ đôi ta, ấy da. Nhánh về bị luôn ha, quá nhánh luôn rồi, tán này là đủ sức nhánh luôn á. Nhưng mà mình muốn đưa nó lên lọt thì là nó không có cái nhánh nào mà để hợp lý mà. Bây giờ nãy giờ mình tìm cái cành lợp chưa ra nè, cho nó lên cao đi, hạ này thấp xuống tới đi. Ở đây mình không dùng cành lợp nhưng mà mình dùng cái cành cao thấp thôi. Mình quyển chuyển nó thôi. Sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đây xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là cố thắm thao hiền. Có cái bản nhạc không mà không thuộc không?
dở quá, hát tầm bậy tầm bạ không ha. Đó, chơi cả nhà lá vườn đi, chơi kêu bằng cái gì nhạc đất các bạn ơi. Chơi nhạc đất ha, nó có đất thì khúc thì khúc vậy đó. Khúc luôn nè, các bạn thấy không, nó gãy đây nữa nè, nó rất là dễ gãy các bạn ơi. Nó gãy hả, nó gãy cắt ngắn bớt đi, để càng dài càng nguy hiểm các bạn. Các bạn thấy uống một cái cây nó là kỳ công ha. À, lúc trước á mình thường mình uống, các bạn xem á là mình tua nhánh các bạn ơi, mình ra nó có thời gian á, các bạn xem nó đỡ. Nhưng mà bữa nay thì mình không có tua nè, mình thấy sao nó, các bạn có thể góp ý thêm cái video này nè. Đó, gãy nữa nè, thấy không các bạn, lắc mạnh là gãy rồi. Lý do là cái này nó bị mình uống nhiều lần đó mà dễ gây lắm đó. Bạn thấy là nên mình nên nó là quay tua nhanh hay là mình nên để chậm gì, các bạn xem bạn có thể góp ý thêm cho mình cái này. Cái mà mình mình nên tôi nhanh anh nên để chậm ha, anh nên để như vậy ha. Nó bấy theo mình đây thì mai mốt mình cố gắng mình làm. Còn mà muốn nhanh đó thì mình làm cho tóc hành luôn rồi xong cái mình tua đó. Còn mà muốn chậm chậm mà vừa làm vừa nói xàm cho các bạn nghe nữa nè. Hát tầm bậy tầm bạ đó chứ, hát nhạc đất nữa chứ. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con trong đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những ngày hành quân vất vả. Đó, nhấn cầm thấp bạn. Đó. Mình chỉ cần lắc nó sơ sơ thôi bạn. Cũng nên lắc quá đâu. Cũng có bạn góp ý cho mình đó là sao mà uống nhiều quá mà không uống được bạn ơi. Mà thấy cái cây nó gì mà mình không uống nữa. Nó có điều quá tán được rồi. Mình ra cái cách của mình làm thì hầu như là uống thôi.
Chứ bạn kêu đừng uống thì không ra cái cây chứ làm sao. Nhưng mà mình thấy thì có khi mình uống thì nó cũng bị rối mà. Có khi thì nó cũng nhiều, mình uống nhiều quá thì nó cũng bị rối, nhưng mà không uống là nó cũng lại không được. Nhưng mà có một cái gì nữa các bạn ơi, nhiều khi là mình quay trên cái máy thì nó rối, mà ở ngoài thì mình thấy nó cũng được các bạn. Cái máy thì có khi nó lóc quay nhìn đây quanh kia cái nó bích hết trơn, nhưng mà mình nhìn ngoài thì mình thấy nó cũng không có đổi, cũng che được. Bây giờ ở đây hạ cái nhánh này xuống, thì nhánh này nó thừa nè, bỏ đây luôn bạn, ra phóng phóng cho đoạn này nữa nha. Chỗ đây nữa bạn, mình định uống cái nhánh này luôn qua đây nè, mình thấy nó nhiều quá bạn thấy. Giờ chủ đạo là cái cành rơi này thôi, ở đây mình làm cái tán thôi, không cho nó rơi nữa, rơi nhiều quá chắc luôn. Đó, thì mình có thể mình uống cái này qua nè, cẩn thận uống cái này qua nè, dễ gãy lắm rồi. Đó. Cho nó chống bớt các bạn. Cho nó dày quá thì nó rối. Thành ra là bạn góp ý cho mình đó là uống nhiều nó rối đó. Thì khi mình làm các bạn, đa số mình làm là mình cẩn thận cái vụ mà rối nè. Mình cố gắng mà mình làm sao mình chiết cho nó khốn càng tốt nha. Và khi giờ mình uống thì mình thấy cái nào nó hợp lý thì mình cắt cho nó khốn luôn rồi. Nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua thắm niềm ước mơ, hà tiên mới yêu đẹp như xứ thơ đã cách tôi còn nhớ. Ai da, cái này cái cò của nó, cò của nó nghịch cho bạn. Dạ. Ôm cẩn thận nó gãy mà. Đó. Cái cò của nó. Nhớ ghi muôn đời đất trời biệt mơ. Xanh xanh màu ánh mắt em gái chiều năm xưa, như bánh vương ai trên bến chiều xa vắng, năm tháng còn ngần ngơ. Tiếng người đầy miền xanh tươi hoa vẫn trong đời. Tiếng người đầy bông dừa xanh nhát biển khơi, tôi qua lăng mặt trời nằm trên con voi cùng, tôi vô thăm thật đồng trời bạc ngát mênh mông, nghe chuông ngân chiều vắng như tiếng núi thô, sao chuyện tâm tư người ghé thăm Hà Tiên. Tiên ơi đây những bông dừa xanh ngát biển dài quá mà không có nhánh các bạn, cũng khó nè, cố gắng lắc nó có được không, không được thì bỏ luôn.
thức trắng đêm nay hai đứa chúng mình chưa vơi hết tâm tư. Chà, nó dài quá luôn. Nó dài quá cái mình lắc nó. Nó không được đẹp quá. Mà lắc quá thì nó đi luôn. Nó cả cái vấn đề đó. Hai đứa chúng mình chưa với hết tâm tư. Giờ nó lớn quá nè. Xong rồi. Xưa tiền xưa đến từ năm trước xuân nay chưa nhỏ anh nói anh đi xuân vừa tới xuân xưa mà mình chưa chơi tuổi xuân anh khoe áo mới. Ra hái hoa làm hoa cưới cô dâu mười mấy năm qua xuân nay lại trở về dù để trái vui xuân chiếu thương sao là thương sống màu tím sắc ra xưa vì ban đầu trôi về nhạc ngày xưa. Chuyện xưa chuyện tới chúng trước năm nay chưa nhỏ bẻ là gãy nè, không gãy là không lấy tiền các bạn ơi. Uống còn một tổng dư. Cameraman ngủ gục quá à. Bạn thấy cái video nó tự nhiên nó lắc. Đó. Lắc một cái là hiểu rồi ha. Để hôm nào á mình làm cái này cũng hay đó bạn. Mình cũng tính định làm chia sẻ bạn mà chưa làm đó. Cái hậu trường đó bạn. Đó, để mình hôm nào mình làm cái camera mình quay cái hậu trường đó. Hậu trường mà mình làm cái video này các bạn xem chơi cho vui nha. Đó. Các bạn biết caramel là ai, cameraman là ai đó. Người nằm đằng sau làm nên cái video của mình đó bạn. Nhưng mà các bạn thấy á, thường các bạn đi xem phim đúng không thì thấy diễn viên chính, diễn viên phụ, tất cả đều có, mà các ông quay phim không thấy, đó. Mình để các ông quay phim là cái ông mà phải nói là một cái người không thể thiếu, phải nói là không thể thiếu trong một cái bộ phim hay ho. Không có thiếu luôn ha. Nhưng mà lại là không ai biết cái tên công của ổng á. Không ai biết. Kỳ vậy ta. Anh em mình thấy này thì cũng là một điều là vô lý ha. Hơi vô lý. Và để hôm nào đi. Mình làm cái video ha. Mình chia sẻ hậu trường thì mới thấy được cái ông camera man luôn.
Đấy, chứ còn cứ tập trung cho cảnh quay như thế này không thì không biết ổng là ai luôn ha. Đó, người mù gây nên khói lửa đó mà. Đó. Để bữa nào công bố ổng bữa. Chú dề ngẩn ngơ ra hai hoa rừng làm quà cưới cô dâu. Cao thấp ha. À, giờ tới phiên cái ngọn rồi ha. Thấp đó, là xong rồi đó. Đây là cái gì mà cao dữ vậy? Cây linh sam. Ở trong chỗ nào mà không thấy? Cái này ở trong nhà đem ra bữa hổm để ngoài đó. Cây này lúc trước uống lần rồi. Để ngoài đây cũng lâu à, từ lúc đem ra tới giờ ăn xuống đất luôn. Ôi, cái gì làm? Chuyện này là trở về hay vui chân chiến. Thường sao là thứ cho màu sắc chân xưa. Thế gian đâu trôi về nhắc em ngày xưa. Biết nói gì tình ta chót chia phôi. Xếp tâm tư mình riêng nguyên một người. Ngày xanh ơi ngày xanh chết trong tim biết đâu mà tìm. Giờ cái ngọn này á thì mình làm sao mà cho nó ngắn ngắn rồi đưa lên cao quá ha. Mình cố gắng sao mình lắc cho nó ngắn ngắn đây thôi. Cái bự này cắt bỏ đi ha. Mình lắc nó lên nửa đó, nó cao đó các bạn. Thì cái này nè, trước đó, mình cũng làm mình cũng ưa đưa lên cao lắm mà, nhưng mà cũng cái này là cũng có bạn góp ý cho mình thì anh không nên làm cao đó. Thì mình cố gắng mình là lắc cho nó ngắn rồi. Đó, thành ra là cái này là cái mà mình nói các bạn là nên góp ý cho mình là vậy đó nha. Góp ý thì mình mới biết được mình làm, chứ các bạn cứ nói là đẹp đẹp không à, nó cũng phải có cái hạn chế chứ không ha. Mình để các bạn nên xem rồi là góp ý thêm cho mình chứ, chứ đâu mà đẹp được rồi. Cao thấp như thế nào đó, nhánh dài nhánh ngắn vậy đó, cong này không sao đó ha. Và cái điều đó mới quan trọng các bạn. Mình lúc nào cũng cũng lắng nghe cái ý kiến các bạn cho ha. Chứ mình đâu nói mình hay đâu, không có bạn ơi, không có ai mà hay chứ, ai cũng có cái dở chứ. Nhiều khi cái dở của mình đó các bạn, thường á cái dở của mình không biết đâu đó. Mình đã ý thức cái vấn đề đó các bạn, ý thức được cái gọi là cái dở của mình mà mình không biết, mình cứ cho là mình hay thôi,
là bậy à. Đó. Mình thấy rồi coi mình có cho mình hay không, chích luôn á. Cái này nó cao quá nè. Mười mấy năm qua xuân này lại trở về, người trai vui trong xuyến tiếng xa tiếng trong tiếng sắc hoa xưa tôi vẫn thì các bạn thấy mình lên trên đó, mình nên cắt cho nó ngắn ngắn lại ha, chứ mình đừng có để nó dài quá. Đó. Trên này thu ngắn lên, dưới thì dài ra. Xong cái phần ngọn đó các bạn. Sau khi mình uống cái phần ngọn xong các bạn, thì bây giờ còn lại cái nhánh dưới nè. Cái nhánh dưới này lúc trước á mình uống nó cao lên mà ha, do là đó cái cây nó cao lên đoạn đó, thì bây giờ gì nữa các bạn, bây giờ cái này á tôi để lên nó có cái nhánh đây ha, bây giờ mình cắt cái này bỏ các bạn, đó con ngắn lại ha. Đồng thời mình lấy cái này mình dựng lên nè, thì nó thành cái nhịp lắc qua đây các bạn. Đó, thấy không? Đây nè. Thành ra mình nghĩ là cắt cái này là hợp lý, bỏ cái cao này đi các bạn. Đó. Ha. Rồi cắt ra đi. Cho nó ngắn ngắn lên chút các bạn. Đó. Đồng thời nó sẽ thông cái cây hơn ha. Đó, cắt qua đi, không tiếc ha. Nè các bạn thấy. Nhánh nè. Nhánh này nè thì mình có thể mình thấy nhánh này lên đó, mình uống cái này hơi lên tí ha, tạo tán ra đó. Bây giờ mình tiếp tục mình vô dây mình uống nhánh này ha. Sau khi mình vô dây xong rồi các bạn, bây giờ mình uống nhánh này trước đi ha. Nhánh này mình cho nó ne ne qua đây tí nè, để cái chỗ này mình nhìn nè các bạn, nhìn vô nó không bị vướng ha, cho nó ra sao đi. Thì đây các bạn thấy là mình cho cái nhánh này nó xuống, nhánh này xuống đi ha, một nhánh cao nhánh thấp rồi nó lạn nó xuống ha. Thì nhánh này cho nó nằm trên nữa. Đó. Thì cái mặt nhìn mình đây nè các bạn ha, nhìn mình đây. Cái này mình đá ra sao chứ mình đừng uống ra đây ha, để nó lấp bít quá. Đó.
cho nó ra sao. Rồi cho nó xuống. Rồi cuối cùng xong các bạn ơi. Đó. Sau khi mình uống cái nhánh dưới tạo tán luôn các bạn ha, chứ không có dựng ngọn lên, mà chủ yếu là giống như những cái tay cành các bạn ha, tay cành già luôn nè. Đó, còn ở trên thì toàn bộ cành nhánh đó mình cũng uống ra thành tay cành các bạn, với lại cái ngọn, đặc biệt cái ngọn là mình không dựng đỉnh đó các bạn ha, mình tạo tán trên nó luôn. Đó. Giống như là một cái cây mà nó già cỏi, nó có tán trên ngọn luôn đó các bạn ha. Đó, các bạn có thể ngắm ha, rồi góp ý thêm cho mình thì để mình quay cho nó chi tiết nè. Nó có khi là các bạn thấy là những góc máy nó trùng nhau thì nó sẽ giống như bị rối các bạn, mình cắt thì ở ngoài thì không đến đổi các bạn, mình lắc là nó mình thấy là nó này, từ nhánh nó sẽ rời rạc cái hết á, chứ nó không có bị rối mà. Nhưng mà ở trong thì nhiều khi cái gốc máy mà nha, gốc máy thì thấy nó không được rõ, bên đây qua bên kia đó bạn, bên đây trồng bên kia thì thấy nó hơi rối, nhưng mà ở ngoài mình cảm thấy cũng được các bạn ơi. Đó, mình cố gắng mình lắc ha. Thì bây giờ cái chậu này á, ở đây mình phải có ông tiên mà đứng nhìn lên đó các bạn ha. Ông tiên mà đứng nhìn lên cái cây á thì rất là hay nè. Đó, nhưng mà bữa nay không có ông tiên rồi, để bữa nào mình ra mình tìm mình mua cái ông tiên các bạn. Đó, các bạn thấy cái nhánh bên đây á thì mình tạo nó giống như cái tán các bạn ha, tán lắc lượng, tán cao tán thấp vậy đó. Thì nói chung thì cái nhánh này nó còn hơi thưa các bạn, nó không được đầy lắm mà. Nè, mình thấy những cái tán này. Thì cái này thì mình có thể nó đâm thêm á thì mình uống thêm được nè ha, tạo tán nó sao. Còn toàn bộ cái phần trên này là nó đủ các bạn ha, toàn bộ phần trên thì mình thấy là nó đầy đủ luôn đó. Ồ, thấy không, những cái tay cành là nó đầy hết rồi. Thì ở trên này á, sau khi nó đâm ra là mình cắt các bạn, cắt để xúc luôn ha, cho nó ngắn luôn, cho nó cùi lại
thì nó sẽ càng ngày nó càng già cây các bạn. Còn cái nhánh dưới này thì mình có thể làm thêm đó. Mình tạo tán thêm nha. Thì mặt tiền chính ở đây các bạn, đó, mặt tiền chính đây ha. Nếu mà mình để ông tiên ở đây mình nhìn lên cây các bạn này, nhìn lên cái cây thì rất là hay các bạn đó. Ha. Thì các bạn có thể ngắm ha. Thì góp ý thêm cho mình ở đây á, thay vì mình dựng lên cao trên đây nữa cũng được nè, nhưng mà ý của mình muốn tạo ra một khoảng trống đây mà, để tạo cái cảm giác cái cây nó già mà ha, chứ mình không muốn dựng đây. Lúc nãy mình cắt bỏ đó, chủ yếu làm tạo tán thôi, thì nó thể hiện cái cây nó được già thêm mà nó cao vót lên, cái cây nó cây cao lên đó. Mục đích của mình là vậy, thì các bạn có thể góp ý thêm ha. Còn những cái cành tay cành dưới thì các bạn thấy nó còn hơi thiếu nè, do là cành nhánh nó còn thiếu không đủ tán ha, thì nữa mình uống thêm đó. Thì các bạn thấy một cái cây mà mình đã làm rồi, làm rồi một lần các bạn, cũng mình làm luôn chứ không phải của ai hết trơn, thì nó cao. Còn ngày hôm nay thì mình bớt cho thấp xuống rồi ha, đó vẫn tạo ra một cái thế nó khác hơn tí các bạn ha, khác hơn tí thôi, cũng nhiều lắm. Lúc đầu thì mình cũng uống là cái cây cao thì có cành rơi đó, nhưng mà lần này thì mình uống cây cao cành rơi nhưng mà nó ngắn hơn tí rồi đó. Trên đó thì tạo có tán già các bạn, tạo tán già đầy tán luôn ha, để ý kỹ là tán trên này tạo già đầy tán luôn, cái phần ngọn này mình tạo đầy luôn các bạn, không có cho vương ngọn lên nữa, xè ra luôn đó. Thì ngày nay mình chia sẻ các bạn phá một cái cây cao thành thấp rồi các bạn. Thì các bạn xem có thể góp ý thêm cho mình ha. Cây này thì đặc biệt nó có cái bộ rễ cũng rất hay các bạn nè, bộ rễ già rồi, thì hôm qua trong cái bầu mình bỏ đây rồi đó. Thì cái thân này nè, các bạn thấy thân này nè, đặc biệt cái thân này rất già các bạn ha. Thì các bạn để ý đi, cái cây này nè là một cái cây trực, một cái cây thẳng băng luôn ha, từ dưới nè chỉ có cái bộ rễ thôi chứ không có gì hay hết, toàn bộ cái phần thân này các bạn thấy thẳng luôn. Thường thường thì thân phải lắc lượng ha, mình mới tạo được cái cây đẹp, nhưng ở đây các bạn thấy là cái cây thân thẳng luôn, không lắc lượng hết trơn á. Thì toàn bộ cái phần chi cành của nó nè, đó mình tạo ra lắc lượng nó thành những cái chi cành, một cái cây thật là già, cổ thụ cao các bạn ha. Đó thì cũng ra được cái cây chê. Thì nó tóm lại á, là gì, tức là do mình thôi bạn ơi, cái cây cảnh là do mình tạo ra ha. Đó, một cái cây mình tạo ra chứ nó đâu có sẵn đâu. Thành ra thì theo mình nghĩ thì cái cây nào cũng chơi được các bạn, cây nào cũng tạo được hết trơn đó. Đó, nhưng mà quan trọng là cái thời gian để mình tạo ra. Thì cây này nó cũng có 1 năm rồi các bạn ha, từ khi mình làm tới giờ mới được 1 năm thôi chứ không nhiều, bởi vì lên sàm nó rất là nhanh. Thành ra các bạn mà muốn chơi một cái cây như thế này nè, một cây thẳng này nè, chủ yếu là bộ rễ thôi bạn, chỉ cần các bạn kiếm được bộ rễ một cái cây trực thẳng thì mình cho ra một nhánh đây, một nhánh trên là mình có tạo ra thôi. 1 năm mình sẽ tạo ra được một cái cây như thế này các bạn. Đó thì thông qua cái này á, thì mình mong rằng các bạn mà tìm được những cái cây mà nó đơn giản thế này nè ha, còn để ý cái cây rất là đơn giản nhưng mà mình sẽ tạo ra đó, thì các bạn sẽ mình mong rằng các bạn có được một cái cách sáng tạo riêng của mình ha, mà tạo ra một cái cây từ cây đơn giản, tạo ra được một cái nghệ thuật để mà mình chơi các bạn. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Các bạn xem video thì chia sẻ mọi người cùng xem, đặc biệt nhớ góp ý cho mình các bạn. Còn cái nữa là các bạn nhớ đăng ký kênh mình các bạn ơi ha. Đăng ký với kênh của mình để cái kênh mình càng ngày nó càng phát triển trong cái cộng đồng YouTube các bạn ơi. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha.